liên quan đến vụ giết người, vứt đầu phi tang ở bãi rác như Việt Nam Net đã thông tin, đến nay, đã hé lộ về lời khai Hải Hùng. Của nghi can là người vợ gây tội ác, Hoàng Thị Hồng Diễm, sinh năm 1985, quê Hậu Giang, tạm trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu xác định, nghi can Diễm và ông Trần Thanh Tú, sinh năm 1980, quê An Giang, là vợ chồng, chung sống với nhau tại một nhà trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Theo đại diện công an tỉnh Bình Dương, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, nhưng phía công an đến nay chưa thông tin chi tiết về vụ án. Một nguồn thông tin khác cho hay, vợ chồng Diễm là công nhân chung một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mới đây, Diễm phát hiện ông Tú có mối quan hệ với một người phụ nữ khác, nên tỏ ra ghen tuông. Đêm ngày 15 tháng 12, tại phòng trọ, vợ chồng Diễm lại xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. Trong lúc lời qua tiếng lại, nghi can Diễm đã lấy con dao phay bản to, có trong phòng để tấn công, khiến ông Tú tử vong tại chỗ. Do vụ việc diễn ra giữa đêm khuya, hàng xóm xung quanh đã say ngủ, nên không ai biết tội ác mà Diễm gây ra với chồng. Sau một lúc hoảng loạn, Diễm đã lấy lại được bình tĩnh, liền nghĩ đến chuyện phi tang tội ác. Tại phòng trọ, nghi can Diễm đã dùng con dao gây án để phân xác chồng thành nhiều đoạn khác nhau, cho vào các bịch ni lông. Đến rạng sáng ngày 16 tháng 12, Diễm dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể của ông Tú đi phi tang ở ba bãi rác dân sinh trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Hoàn tất công đoạn phi tang thi thể chồng, Diễm quay về phòng trọ vứt con dao gây án ngay gần đó. Đến sáng ngày 16 tháng 12, Diễm mang chiếc xe có dính vết máu ra điểm rửa xe gần đó để làm sạch, rồi quay về phòng trọ sinh sống, sinh hoạt như bình thường. Nghi can này nghĩ rằng hành vi của mình khó bị phát giác. Đau thắt lòng nhìn hai con của người vợ cầm dao chặt đầu róc xương chồng bỏ sọt rác, bố mất rồi mẹ đi tù, con ở với ai? Liên quan đến vụ vợ sát hại chồng, vứt đầu phi tang ở bãi rác, báo chí đã thông tin, cả xã hội rúng động khi biết nghi can không ai khác chính là người vợ máu lạnh Hoàng Thị Hồng Diễm, sinh năm 1985, quê ở Hậu Giang, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Được biết, vợ chồng Diễm là công nhân chung một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mới đây, Diễm phát hiện chồng Tú có mối quan hệ với một người phụ nữ khác nên tỏ ra ghen tuông. Đêm ngày 15 tháng 12 tại phòng trọ, vợ chồng Diễm lại xảy ra mâu thuẫn cự cãi gay gắt. Trong lúc lời qua tiếng lại, Diễm đã lấy con dao phay bản to có trong phòng để tấn công, khiến ông Tú tử vong tại chỗ, rồi dùng con dao gây án để phân xác chồng thành nhiều đoạn khác nhau, cho vào bịch ni lông. Đến rạng sáng ngày 16 tháng 12, Diễm dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể của ông Tú phi tang ở ba bãi rác dân sinh trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Sau khi theo dõi một loạt bài báo xoay quanh vụ việc này, chắc các chị cũng như em là cảm thấy rùng mình, khiếp sợ sự tàn ác của mụ đàn bà nở ra tay sát hại dã man người chồng từng đầu gối tay ấp với mình. Thế nhưng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến em chột dạ hơn nữa, không biết những đứa con của Diễm sẽ đối mặt với nỗi đau mất cha giận mẹ như thế nào. Các mẹ đừng nghĩ rằng bọn trẻ còn nhỏ không biết suy nghĩ. Em đã từng đọc rất nhiều bài báo nói về dư chấn tâm lý rất mạnh của những đứa trẻ sau vụ thảm án gia đình. Mẹ ơi, con thèm một mái ấm hạnh phúc. Được biết vợ chồng Tú Diễm sinh ra được hai con, do bạn việc không thể chăm con nên vợ chồng họ gửi về quê nhà cho người thân chăm sóc. Mỗi năm hai người chỉ về quê vào dịp Tết. Thiếu tình thương của bố mẹ là vậy, ác hẳn trong tâm cảm mỗi đứa trẻ đều mong một ngày được đoàn tụ cùng bố mẹ, được bố đưa đi học, được mẹ mua cho quà bánh và cưng chiều. Có lẽ tất cả những gì mà các con muốn hiện nay đó là một mái ấm hạnh phúc nơi có cha có mẹ mà thôi. Thế nhưng bây giờ mãi mãi giấc mơ đó không thành sự thật nữa rồi. Bố đã mất, mẹ cũng sẽ vướng vào vòng lao lý, nặng thì tử hình, chung thân, nhẹ thì ngồi tù tới vài chục năm. Tuổi thơ các con nhẽ ra phải được yêu thương, chăm sóc, thế nhưng cuối cùng là bị tội ác của mẹ làm vẩn đục mãi mãi. Đến người thân còn quặn thoát, đến ngắt lên ngắt xuống khi nhìn thấy chiếc đầu trơ trọi bọc trong chiếc túi ni lông. Em chẳng dám tưởng tượng cảnh những đứa con của họ sẽ đau khổ tới nhường nào khi tận mắt thấy hình ảnh
bố bị giết hại dã man như thời Trung Cổ, mà đau đớn hơn khi kẻ giết cha lại chính là mẹ. Bi kịch sẽ còn mãi trong đôi mắt hai đứa nhỏ. Đau đớn thôi chưa đủ, thiếu tình yêu thương bố mẹ thôi chưa hết. Điều tồi tệ hơn mà các con gặp phải chính là sự rè biểu, coi thường của làng xóm, bạn bè. Chúng sẽ mang danh là con của một kẻ sát nhân, miệng đời khó tránh thị phi, nghĩ mà thương các con vô cùng. Đó sẽ là những dư chấn tâm lý, những nỗi đau tâm hồn mãi mãi không thể nào lặng lạnh theo thời gian. Các chị thử nghĩ xem, có thể hiện tại chúng còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi thứ. Thế nhưng, chỉ vài năm nữa thôi, khi biết được hoàn toàn câu chuyện, biết đâu chúng lại chẳng đem lòng thù hận mẹ, rồi hận cuộc đời thì sao? Tương lai của hai đứa nhỏ rồi đây sẽ ra sao khi một ngày nào đó chỗ dựa tinh thần cuối cùng là ông bà cũng đã khuất bóng? Những tiếng khóc xé lòng cứ hàng đêm vang vọng khôn nguôi, khiến những ai nghe thấy đều không khỏi xót xa, day dứt. Chỉ vì phút ghen tuông nông nổi, chồng chết, vợ đi tù, con trẻ bơ vơ, những người thân sống trong thù hận, không biết mai sau vào mỗi ngày giỗ bố, đứa trẻ sẽ được nghe những gì và sẽ nhớ những gì, hay mãi là một mối hận thù dai dẳng. Mới nghĩ tới đó đã thấy tương lai của chúng con thật mịt mù, tội nghiệp các con sinh ra chẳng thể chọn cha mẹ, nên phải làm con của đúng người mẹ bất nhân. Nếu có một mong muốn, em mong muốn nhất là sự bình yên cho hai đứa con của Tú, Diễm. Ông bố Bắc Ninh vượt cú sốc vợ cắm sừng để chăm hai con mọn. Con nhỏ khát sữa, con lớn khóc đòi mẹ. Từng có đêm anh Tùng ở Bắc Ninh bất lực chỉ biết ôm hai con rồi khóc như đứa trẻ. 2 năm sau khi ly hôn, anh Tùng 30 tuổi và hai con đã ổn định lại cuộc sống. Anh vừa kiếm được một công việc hành chánh để có nhiều thời gian hơn cho hai con, thay vì trực tiếp quản lý cửa hàng tạp hóa như trước. Dưới đây là chia sẻ của anh Tùng về thất bại trong cuộc hôn nhân đã qua. Tôi và vợ cũ làm cùng công ty xây dựng, nhưng chỉ quen nhau khi một lần công ty điều người lên Bắc Giang hỗ trợ dự án. Đó là lần đầu tiên hai đứa trò chuyện với nhau, tôi thấy cô ấy thân thiện, hai đứa nói chuyện rất vui vẻ. Sau khoảng 3 tháng, cô ấy nhắn tin nói yêu tôi. Tôi lúc đó đang độc thân nên đã nhận lời. Yêu nhau một thời gian thì tôi dẫn cô ấy về ra mắt. Bố mẹ tôi rất quý cô ấy, mẹ thương cô ấy con gái một mình, đến Bắc Ninh lập nghiệp, nên bảo dọn về nhà tôi ở để khỏi phải thuê trọ. Chúng tôi yêu thêm vài tháng nữa thì làm đám cưới vào cuối năm 2012. Cưới xong một thời gian, vợ tôi sinh con nên nghỉ hẳn việc. Để cô ấy đỡ buồn chân tay, bố mẹ tôi mở cho một cửa hàng tạp hóa tại nhà, vừa bán hàng nhỏ lẻ vừa chăm con. Tôi từ lúc có vợ con cũng học được cách hạn chế chi tiêu, mỗi tháng gửi vào tài khoản của vợ 15 triệu đồng. Tính chất công việc xây dựng hay phải trực và công tác xa, nên thời gian tôi ở bên vợ con thực sự rất ít. Năm 2014, vợ tôi mang bầu lần hai, trong khi công việc của tôi phải đi xa nhiều hơn, có khi đi công tác vài tháng mới về. Thật sự, tôi bận bịu công việc mà ít dành thời gian được cho vợ con, cố gắng lắm thì mỗi ngày chỉ gọi về cho vợ được một lần. Có thể vì thế cô ấy chán mà bắt đầu làm quen với những người đàn ông khác qua mạng xã hội. Một lần về nhà, tôi thấy trong điện thoại của cô ấy có tin nhắn với vài người đàn ông lạ. Tôi ghe ngầm lên tra khảo vợ, cô ấy giải thích chỉ là mối quan hệ bạn bè. Tôi thì nghĩ mình đi làm xa và ở nhà với hai con vất vả nên càng thương vợ hơn. Nhưng thật sự không ngờ được người mình một mực yêu thương lại nhẫn tâm lừa dối tôi. Đợt ấy, vợ tôi hay gửi con lại cho ông bà nội, nói có việc cần ra ngoài, vài lần như thế nên mẹ tôi sinh nghi. Ngày chứng kiến vợ bên người đàn ông khác vai kề vai, tôi đã muốn hủy hoại cả hai con người đó. Tôi cũng từng tìm cách trả thù vợ, song nghĩ tới con tôi lại không đành. Lúc bình tĩnh lại, tôi thấy giải pháp tốt nhất là ly hôn. Tôi để đơn lên tòa và xin được quyền nuôi các con. Khi đó, tôi cũng có nói nặng nhẹ với vợ, việc cô ấy đi tìm hạnh phúc mới tôi sẽ không trách nữa, chỉ xin vợ để tôi nuôi con, bởi cô ấy đi bước nữa, hai con tôi sẽ khổ, vợ tôi buộc phải đồng ý.
Cuộc sống không có bàn tay người phụ nữ ban đầu thật sự quá khó khăn. Lúc đó con gái lớn chưa được 3 tuổi, con nhỏ 14 tháng. Tôi xin nghỉ làm ở nhà chăm con. Hai đứa con nhớ mẹ khóc ròng cả đêm. Nhất là đứa con nhỏ khát sữa, mua nhiều loại sữa hộp mà con không uống. Nhìn con sụt cân liên tục, lòng tôi đau như cắt. Nhiều đêm nghe con khóc thật là đau, đã có đêm con quấy quá, tôi thật sự chỉ biết ôm hai con mà khóc như trẻ nhỏ. Khó khăn nhất là lần con bị viêm phổi phải nằm viện nửa tháng trời, tôi và mẹ đẻ thay nhau chăm, đang thảnh thơi đi làm, giờ phải bỏ việc chăm con, mọi thứ với tôi đều bỡ ngỡ. Thời điểm đó, tôi những tưởng không thể qua được, thế mà gần 2 năm qua, cuộc sống của ba bố con đã đi vào nguồn ổn định. Tôi thành thạo việc đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, kể cả tắm rửa, chơi với con trai, buộc tóc cho con gái. Mới đây, tôi xin được việc hành chánh trong công ty tư nhân gần nhà, nhờ thế mà có nhiều thời gian hơn để đưa hai con đi chơi, cửa hàng tạp hóa thì tôi thuê người bán. Vợ cũ của tôi mấy tháng trước đã theo chồng sang Nhật. Trước đó cô ấy cũng thi thoảng về thăm và mua quà cho các con. Tôi và cô ấy cũng không còn gì để ngại, giờ coi nhau như bạn bè. Tất cả là nhờ có con, mọi oán hận trong tôi đều được hóa giải, bởi vì dù sao đó cũng là người mà con gọi là mẹ. Tôi thì chỉ muốn các con sống hạnh phúc nên sẽ không gieo vào chúng nỗi đau bị mẹ bỏ rơi. Con gái đầu càng lớn sẽ có nhiều việc bố không thể thay thế được mẹ, nhưng tôi sợ đi bước nữa, người đó không hiểu được cho mình, không yêu thương con mình như mình thôi. Theo chuyên gia tâm lý Kim Thành, với kinh nghiệm tìm giải pháp khủng hoảng hôn nhân nhiều năm nay cho các cặp vợ chồng, chị nhận thấy sự thiếu quan tâm lẫn nhau là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đổ vỡ tình cảm. Nhu cầu được quan tâm, yêu thương luôn có trong mỗi người. Một số người có bản lĩnh có thể ức chế được nhu cầu ấy, nhưng khi nhu cầu ấy không được đáp ứng và còn hình thành thêm suy nghĩ trả thù thì sẽ rất dễ sa ngã, tìm kiếm nơi bù đắp, chuyên gia Kim Thành nói. Chị Thành cho rằng, trong trường hợp của anh Tùng, anh đã không thể chấp nhận được vợ lừa dối nên chọn giải pháp ly hôn. Đây cũng là con đường hợp lý nhất cho cả anh và người vợ đã thay đổi tình cảm. Nhưng đối với những người đàn ông khác, nếu còn muốn giữ gia đình, còn tình cảm với vợ, thì cần phải cố gắng yêu thương, bù đắp cho vợ nhiều hơn. Xã hội đang có suy nghĩ khắt khe với phụ nữ rằng, một lần mắc sai lầm là cả đời sẽ mắc sai lầm. Dù dĩ nhiên, người một lần phạm lỗi sẽ dễ lặp lại hơn người chưa từng phạm lỗi. Điều đó cho thấy, một khi người đàn ông có vợ ngoại tình, muốn giữ lại hạnh phúc gia đình, thì phải cố gắng hơn bình thường gấp bội. Đã tha thứ rồi thì phải thống nhất và tin tưởng nhau, chuyên gia Kim Thành nói thêm.